ông già của Tony năm xưa làm trong quân đội, nên gia đình của anh có một cái kho chứa rất nhiều hàng nóng năm xưa. Ăn không ngồi rồi nhiều quá, nên Tony đã quyết định rủ hội bạn của mình đến cái kho đó chơi. Chiếc xe tăng này được điều khiển bằng tay, vậy nên không cần có ai ngồi trên đó, mà nó cũng có thể di chuyển được luôn nè. Tony, người con trai yêu dấu của gia đình, đã kích hoạt rồi đưa nó ra khỏi nhà kho, sau bao nhiêu năm bị giam giữ. Anh và cả hội bạn báo của anh dường như rất thích thú. Đây chính là lần đầu tiên mọi người được tận mặt trông thấy nó. Đang yên đang lành bị mấy anh báo đời lôi ra khỏi chỗ ở, cái xe nó mà nói được thì cũng tới công chuyện với mấy ông nội này rồi. Cả đám vì quá thích thú nên nảy sinh sự tò mò, cả hội muốn biết chiếc xe này nó có sức mạnh ra sao. Thế là Tony chạy ngay vào nhà, lấy cho những thằng bạn của mình mỗi thằng một cây súng, rồi cả bầy đứng bắn vào xe tăng. Bắn một hồi muốn hết đạn thì mấy anh trai mới dừng lại, và việc chiếc xe tăng không bị ảnh hưởng gì đã khiến cho các báo thủ càng thích chiếc xe tăng này hơn. Chưa đã cái nư của mình, Tony lôi từ đâu ra một chiếc xe hơi. Anh muốn điều khiển chiếc xe tăng này để cán chiếc xe hơi đó. Việc này thì lại quá dễ dàng với xe tăng, mấy thứ này có nhằm nhò gì. Tony bắt đầu điều khiển xe tăng chạy về phía trước, nó cứ thế mà đi qua luôn chiếc xe hơi cứ như là xe hơi đã tàn hình. Xe tăng chạy qua vô cùng nhẹ nhàng và không hề bị giảm tốc độ, còn chiếc xe hơi thì nát như chưa từng được nát như vậy nè. Công nhận ông Tony này không chỉ báo mà còn rủ bạn bè về phá của gia đình mình mới hay. Sau chiếc xe hơi thì Tony cho xe tăng ủi luôn cái cây cổ thụ siêu to khổng lồ. Tony cứ ngỡ rằng điều này là điều không thể, nhưng đối với xe tăng thì cái gì cũng có thể. Xe tăng nhờ Tony mà bữa nay lại có thêm một khả năng khác, chính là ủi cây. Thêm vài lần ủi nữa, chắc ảnh cho xe tăng ủi nhà rồi ủi đất luôn. Tony lại lôi thêm từ ở đâu ra một chiếc thùng xe container siêu to khổng lồ. Nhưng từ trước tới giờ, chưa thứ gì có thể làm khó được xe tăng, và nó cứ thế tiến về phía trước. Lần này xe tăng lại bị giảm tốc độ vì cái thùng container, nhưng cuối cùng thì nó cũng có thể làm thủng thùng xe. Khứa này nảy giờ báo dữ lắm rồi, ổng lôi muốn hết đồ vật trong nhà kho của mình ra để thực hiện thí nghiệm với xe tăng báo. Kiểu này mà để ông Bo ở nhà ổng biết thì chắc đó cũng là ngày cuối cùng của Tony. Cảm thấy không còn thứ gì khác để chiếc xe tăng này dập nát thì anh lấy một cái khung có hình như một cái dốc. Thanh niên Tony muốn xem thử xe tăng thì có leo dốc được hay không. Chắc là xe tăng nó nghe được khứa Tony kêu mình mập, nên nó chạy lên dốc rồi nó chạy xuống dốc êm ru. Lúc này chẳng còn một thứ gì để cho Tony phá nữa, nên anh mới chịu dừng. Người ta nói ở hiền thì gặp lành, mà chiếc xe tăng này nó ở hiền nên nó mới gặp phiền là Tony. Giờ thì anh lo mà dọn hết cái đống hỗn độn này đi, chứ không thì ngày tận thế của anh sẽ tới nhanh thôi đó. Đây là bộ ba hổ báo nhất của phố đi bộ, nhưng các anh báo có tiền nên có quyền báo. Hôm nay vì một lần đi dạo mà con xe của anh báo cùi bắp quá làm mấy anh tức, nên bây giờ họ sẽ lấy cái xe để báo, xem nó sẽ chịu được bao nhiêu áp lực khi dùng bột kem để phá đây. Chất phá hủy ở đây là bột muối, oxy già và xà phòng. Nó sẽ làm một lượng oxy lớn được sinh ra và được giữ lại bởi xà phòng, rồi lượng bọt lớn sẽ sinh ra gây áp lực và chiếc xe sẽ tới công chuyện. Lý thuyết là vậy đó các bạn ạ. Còn đây là chân dung của chiếc xe xấu số ngày hôm nay. Có phải các bạn đang thắc mắc vì đâu mà bẩn vậy không? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Đầu tiên anh báo chám lại những cái rãnh bằng keo, các ghế trong xe cũng được tháo rời hết sạch, nhưng thí nghiệm nào mà chẳng có phép tính. Anh Sáu sẽ lấy một máy điện để bơm đầy khí cho quả bong bóng, còn phần bong bóng thì được các anh báo cho vào bên trong chiếc xe. Quả bóng không ngừng lớn lên rất nhanh, dần dần lấp hết tất cả các khoảng trống. Nhưng dân chơi bóng cười lão luyện như các anh thì giam ba cái bóng khí này không ăn nhầm gì được. Bây giờ anh Sáu báo sẽ đo áp suất không khí đã được tạo thành trong quả bóng bằng cách nhét máy đo vào miệng bóng bay rồi thả để không khí ra ngoài. Bạn có thể thấy kim đồng hồ đang không ngừng xoay tròn, từng con số được tăng lên không ngừng. Đó chỉ là khởi động thôi, vì món chính hôm nay là kem hủy diệt. Trước hết các anh báo liền nắm chân nhau mà tạo bộ dụng cụ cần thiết. Anh 6 đi khoan thùng ô tô, anh 2 đi khoan gỗ làm khung chứa nước muối, còn anh 3 sẽ gắn dây vào cái khung xe. Là một người rất yêu cầu về sự tuyệt đối nên sẽ có một lần test trên chiếc ô tô mini này. Tất nhiên sẽ phải cần hai thành cốt của kem Convoy trong hai chai khác nhau. Hai thứ này sẽ được anh lần lượt cho vào cái xe bằng một cái vòi xịt cho dễ. Mới bỏ thứ nước thứ hai vào thôi mà phản ứng đã xảy ra lập tức, chỗ cái xe đã văng đầy bọt là bọt. Điều đó có nghĩa là phiên bản thử nghiệm đã thành công rồi, cũng có nghĩa là ở phiên bản lớn cũng sẽ như vậy thôi. Mình không biết có thật không, chứ nghe vậy là thấy có điểm rồi nhé. Ba anh em siêu nhân vàng bắt tay ngay và luôn vào chiếc xe ô tô của ông già. Các anh cần chế vào đó nước rửa chén, lén lấy được từ nóc nhà, sau đó lại đổ vào rất nhiều can 5 lít, nhìn màu thì mình đoán đó là oxy già. Các bạn xem kìa, trong cái thùng giờ đã có một đống bọt nổi lên. Tiếp theo anh ba sẽ tạo hợp chất Penoplex để tránh phản ứng sớm. Theo mấy anh báo thì nên có chất này vào, nếu không chỉ cần một ít muối cũng sẽ làm tất cả thứ nước ở đây sẽ phản ứng cái bùng ngay. Thành phần cuối cũng là muối, thứ này sẽ được anh báo pha với nước và được đặt riêng ra. Nước muối sẽ được đặt trên chiếc khung có nối với cái cây để kéo và nó nằm ở trên thùng hỗn hợp kia. Mọi thứ coi như đã hoàn thành, các anh báo chỉ cần lấy cái nắp thùng và đóng lại ô tô và báo thôi nào. Từ đây thành hay bại phụ thuộc vào cái dây mỏng manh này. Đấy đấy u là trời thật mà, tôi chờ khoảnh khắc này như chờ người yêu lâu lắm. Khi nước muối mới được đổ xuống thì phản ứng đã xảy ra, bọt ào
ao ao phun trào ra ngoài, nhất là phía sau ô tô. Chẳng cầm cự được bao lâu thì tầng tầng lớp bọt trào ra như núi lửa, lượng bọt được phóng ra khủng khiếp như hạt nở gặp nước, lượng bọt được kích lại mà cao hơn cả các anh báo luôn. Không những thế, nó đang không ngừng bốc khói kìa các bạn. Công nhận là thí nghiệm mà các anh làm rất mãn nhãn, ít nhất là nó làm chúng ta thấy rất giải trí phải không mọi người? Nhưng số phận các anh sau này còn phụ thuộc xem ông già các anh có chấp nhận cái xe của ông bị gì không. Thôi thì chúc các anh bình yên vô sự.